Từ vùng đất phong phú của Việt Nam, Vietsern Breakfast mang đến sản phẩm yến xào cao cấp cho thị trường Úc. Yến hủ chân đường, yến hủ chân đông trùng hạ thảo và tổ yến nguyên chất. Sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại, khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất với chứng nhận HACCP ISO 22000-2018 và giấy phép nhập khẩu chính ngạch từ Bộ Nông nghiệp Úc, cam kết chất lượng và an toàn, sản phẩm Vietsern Breakfast sẵn sàng chinh phục thị trường Úc. Chú trọng đến từng chi tiết, đảm bảo sản phẩm an toàn, sạch và dinh dưỡng. Chúng tôi đang cần hợp tác với các bạn. Vietsern Breakfast đem đến sức khỏe và phồn vinh từ thiên nhiên. Hãy trở thành đối tác của chúng tôi ngay hôm nay. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Âu Châu ra ngày hôm nay, thứ hai, ngày 10 tháng 6 năm 2024. Và kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay là ngày King's Birthday, có nghĩa là ngày sinh nhật của nhà vua Charles Đệ Tam. Tuy nhiên, không phải là tất cả các tiểu bang và lãnh thổ đều tổ chức ngày King's Birthday. Tại Úc Châu thì chúng ta có New South Wales, Nam Úc, Victoria, lãnh thổ Bắc Úc, cũng như là lãnh thổ thủ đô ACT là những nơi đều có lễ King's Birthday ngày hôm nay. Riêng tiểu bang Queensland thì cái ngày lễ này nó sẽ diễn ra vào ngày 7 Tây tháng 10. Còn tại tiểu bang Tây Úc thì King's Birthday sẽ diễn ra vào ngày 23 Tây tháng 9. Mặc dù vậy, trên toàn quốc Úc Châu, ngày hôm nay cũng có rất là nhiều những cái sự kiện đặc biệt nhân ngày King's Birthday, và một trong những cái sự kiện đang được quan tâm rất nhiều đó là đóng góp của những cá nhân cho nước Úc mà nhân cơ hội này sẽ được vinh danh. Và ngày hôm nay thì chính phủ cũng đã loan báo danh sách tổng cộng 737 người đã được hưởng huân chương Úc Đại Lợi nhân ngày lễ King's Birthday. Trong số này, danh sách tất nhiên là nó rất là dài. Chúng tôi chỉ có thể tóm tắt những người đứng ở vị trí cao nhất, gọi là đẳng trạch cao nhất, đó là AC. Năm nay có được 6 người, trong khi đứng ở vị trí thứ nhì là AO thì có được 18 người. Riêng AM, vị trí thứ ba, năm nay có 138 người được đề cử, và nhiều nhất là vị trí thứ tư OAM, tổng cộng đã có 356 người. Và với vị trí OAM này trong danh sách, chúng tôi cũng rất là hân hoan được giới thiệu tới quý vị. Một trong số những người này là một nha sĩ gốc Việt, và đó là nha sĩ Lộc Lâm. Cô đã đến Úc năm 16 tuổi và kể từ đó đã không ngừng cống hiến cho nước Úc, cũng như cống hiến cho những quốc gia nghèo khó, kể cả tại Việt Nam và tại Nepal. Thông tin từ đài ABC cho biết là nha sĩ Lộc Lâm đã thường xuyên đi đến làm việc miễn phí và thiện nguyện hoàn toàn tại những vùng sâu vùng xa ở Việt Nam, cũng như là rất nhiều khu vực tại Nepal. Riêng tại Canberra là nơi cô sinh sống, thì cô cũng thường đến các viện dưỡng lão, cũng như là chăm sóc cho những trẻ em dễ bị tổn thương ở những vùng sâu, vùng xa. Lý do là bởi vì chi phí chữa trị răng tại Úc nó khá là đắt đỏ và thường không được chính phủ hỗ trợ. Và vì vậy, những cái sự tư vấn của nha sĩ Lộc Lâm trở nên rất là quan trọng tại Úc cũng như là tại những quốc gia kém phát triển. Khi mà mọi người hiểu được cái tầm quan trọng của việc vệ sinh răng miệng thì sức khỏe cũng sẽ được gia tăng, và đó là cái tiêu chí mà cô đã liên tục thực hiện trong suốt thời gian vừa qua. Và với những cống hiến này thì ngày hôm nay cô Lộc Lâm cũng đã rất là được vinh danh ở đẳng trạch thứ tư, đó là OAM. Ngoài ra thì trong danh sách cũng còn có hai nhân vật khá là gần gũi với khán giả của Việt TV, bởi vì chúng tôi liên tục nhắc đến những nhân vật này trong thời đại dịch Covid-19, và cả hai người đều có cái đẳng trạch cao nhất, đó là ở cấp bậc AC. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là hai nhân vật được chị Kim Hoàng vừa nói tới giành cái huân chương cao quý nhất, tức là đẳng trạch cao nhất là AC, đó là hai cựu thủ hiến, là cựu thủ hiến tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrew, và cựu thủ hiến của tiểu bang Tây Úc, ông Mark McGowan. Ông Andrew thì là thủ hiến đảng lao động được cho là tại vị lâu nhất trong lịch sử tiểu bang Victoria, khi nắm giữ 3 nhiệm kỳ từ năm 2014 cho tới 2023. Ông được tặng thưởng huân chương này vì sự phục vụ xuất sắc cho người dân Victoria cũng như Quốc hội Victoria, cũng như đóng góp của ông cho các cải cách chính sách và quy định cũng như phát triển cơ sở hạ tầng của tiểu bang.
Ông từ chức vào tháng 9 năm ngoái sau khi mà dẫn dắt Đảng Lao động giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong cuộc bầu cử ở tiểu bang này vào năm 2022. Tuy nhiên, ông cũng để lại nhiều chỉ trích về cách điều hành bang trong thời gian đại dịch, với những quyết định cứng rắn trong phòng chống đại dịch đưa Victoria trở thành tiểu bang có những biện pháp phong tỏa được cho là nghiêm ngặt nhất không chỉ ở Úc Châu mà cả trên thế giới. Do vậy, việc ông Andrew nhận được cái huân chương cao quý AC này cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều. Rời chính trị thì ông Andrew đã chuyển sang khu vực tư nhân và hiện nay đang làm việc với tỷ phú khai thác mỏ Andrew Forex thông qua cái công ty tư vấn 48 & Partner của ông. Còn về cựu thủ hiến của tiểu bang Tây Úc, ông Mark McGowan, thì mặc dù ông sinh ra ở thành phố ven biển Newcastle của New South Wales, nhưng mà ông Mark McGowan đã trở thành thủ hiến được yêu thích nhất ở Tây Úc trong thời gian ông lãnh đạo tiểu bang Tây Úc vượt qua đại dịch COVID-19, khi mà giữ cho tiểu bang trong một thời gian dài không có đại dịch xâm nhập. Tỷ lệ tán thành của công chúng dành cho ông vào năm 2020 cũng đạt mức cao kỷ lục ở Úc Châu là trên 91%. Do vậy, Đảng Lao động của ông cũng dễ dàng giành được tới 53 ghế trong Quốc hội 59 ghế khi mà Tây Úc tổ chức bầu cử vào năm 2021. Tuy nhiên, ông cũng không phải là không bị chỉ trích, mà nhiều người cũng không hài lòng khi tiểu bang Tây Úc là tiểu bang cuối cùng mở cửa biên giới trở lại sau đại dịch. Và đáng chú ý là ông Mark Gowan cũng bị lôi kéo ở vụ phỉ báng trị giá tới 30 tỷ đô la từ tỷ phú khai thác mỏ của tiểu bang Queensland là ông Clive Palmer, vì do Tây Úc đóng cửa biên giới lâu dài như vậy là gây khó khăn cho vị tỷ phú này khi mà di chuyển đến tiểu bang Tây Úc để làm việc. Và ông Mark McGowan cũng từ chức thủ hiến vào tháng 5 năm ngoái, sau đó thì phó thủ hiến Roger Cook lên nắm giữ và giữ quyền thủ hiến của tiểu bang Tây Úc cho tới nay. Và giống như ông Andrew, thì sau khi rời chính trường thì ông Mark McGowan cũng làm việc cho một công ty thương mại tư nhân. Cả hai vị cựu thủ hiến này đã rời bỏ chức vụ trong cái thời vàng son, và sau khi rời bỏ chức vụ rồi vẫn tiếp tục nhận được nhiều ưu ái bằng cách là đã được tặng thưởng cái huy chương lần này. Trong khi hai cựu thủ hiến ở Victoria và ở Tây Úc ngày hôm nay đã được vinh danh nhận một trong những cái huân chương cao quý nhất của nước Úc, thì một cựu thủ hiến khác ở tiểu bang Nam Úc cũng vừa mới qua đời, và đó là ông Steve Hall. Qua đời ngày hôm nay hưởng thọ 95 tuổi, ông là thủ hiến liên đảng tự do quốc gia tại tiểu bang Nam Úc thứ 36, tức là vào năm 1968. Và theo lời của thủ hiến Peter Malinowska thì tiểu bang Nam Úc sẽ tổ chức một tang lễ cấp nhà nước cho ông Steve Hall trong những ngày sắp tới. Trong khi đó thì một nhân vật khác cũng gây rất nhiều tranh luận trong những ngày vừa qua, đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của đài truyền hình số 9, ông Peter Costello. Ngày hôm nay sở dĩ ông gây chú ý là bởi vì ông đã tuyên bố từ chức sau khi bị cáo buộc là đã hành hung một nhà báo, và việc hành hung này đã diễn ra tại sân bay ở Canberra. Mặc dù cá nhân ông Peter Costello liên tục từ chối hoặc là không chấp nhận là mình đã hành hung nhà báo, theo lời ông Costello thì nhà báo này khi muốn phỏng vấn ông tại Canberra đã đi lùi và đã vấp phải một cái vật chứng ngại vật gì đó, vì vậy mà đã bị té ngã chứ không phải té ngã do ông hành hung. Mặc dù vậy, ông cũng đã quyết định từ chức sau những cái scandal này, và việc từ chức của ông có hiệu lực ngay lập tức. Cần nhắc lại, Peter Costello là một trong những cựu bộ trưởng ngân khố làm việc lâu năm nhất dưới thời của thủ tướng liên đảng, đó là ông John Howard, và ông đã giữ chức bộ trưởng ngân khố từ tháng 3 năm 1996, kéo dài cho đến tháng 12 của năm 2007. Ông được công nhận là một trong những người có nhiều chính sách thành công nhất dưới thời liên đảng tự do quốc gia. Và sau đó thì khi ông nắm giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của đài truyền số 9, ông cũng tiếp tục có những cái sáng kiến hoặc là những cái chương trình đưa cái hoạt động kinh doanh của đài số 9 đi từ thành công này đến thành công khác. Hay nói một cách khác là ông Peter Costello đã mất hơn vài chục năm để xây dựng uy tín và thế đứng của mình. Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, một vài phút xảy ra tại Canberra, thì ông đã hủy hoại hoàn toàn những cái thành tựu trong công việc cũng như là trong sự nghiệp chính trị của ông. Và điều này
theo nhận xét của các chuyên gia, là một việc rời khỏi cuộc chơi rất đáng tiếc bởi vì có quá nhiều tai tiếng. Ngoài ra thì trong thời gian vừa qua, cá nhân ông Peter Costello cũng đã bị chỉ trích bởi vì những người dưới trướng của ông cũng đã liên tục vướng vào những cái cáo buộc, đặc biệt là những cái cáo buộc về bạo hành và xâm phạm tình dục, trong đó bao gồm cả một cựu giám đốc về tin tức rất là cao cấp của đài số 9, đó là ông Darren Quick. Và sáng ngày hôm nay thì đài số 9 cũng đã thông báo là bà Catherine West sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch Nine Entertainment để thay thế cho vị trí của ông Peter Costello. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong ngày lễ King's Birthday có rất nhiều tên tuổi được nêu danh, cả tích cực lẫn tiêu cực. Còn trong khi đó thì Đảng Lao động và Liên đảng Tự do Quốc gia Đối lập lại tiếp tục tranh cãi về vấn đề chống biến đổi khí hậu. Tranh cãi trở nên gay gắt hơn khi mà lãnh đạo phe đối lập là ông Peter Dutton cho biết là nếu mà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện liên bang vào năm tới, thì chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia sẽ loại bỏ cái mục tiêu đã được ban hành thành luật của Đảng Lao động là giảm tới 43% lượng khí thải vào năm 2030. Và thay vì vậy thì Liên đảng sẽ tập trung vào phát triển năng lượng hạt nhân để giảm mức khí thải về 0% vào năm 2050. Đảng Lao động lập tức chỉ trích tuyên bố này, cho rằng như vậy sẽ gây tổn hại đến vị thế của Úc trên trường quốc tế. Cụ thể thì Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cũng cho biết là việc không thực hiện cắt giảm mục tiêu giảm khí thải vào năm 2030 sẽ hủy hoại uy tín cũng như mối quan hệ của Úc với các nước đối tác quan trọng. Vì Úc đã tham gia ký thỏa thuận Paris vào năm 2015 cùng với gần 200 quốc gia khác cam kết thực hiện kế hoạch của mỗi nước nhằm giảm lượng khí thải đang làm gia tăng nhiệt độ trên toàn cầu. Và ông Bowen cho rằng là nếu đến năm 2030 mà không thực hiện được một phần cam kết nào, thì Úc thậm chí còn không bằng các quốc đảo xung quanh ở Thái Bình Dương, tức là không thể đại diện là nước lớn trong khu vực khi mà lên tiếng phát biểu tại các hội nghị quốc tế về chống biến đổi khí hậu. Hơn nữa, nếu mà Úc thất hứa, còn có thể ảnh hưởng tới cả mối quan hệ với các đối tác lớn như là Mỹ hay là nước Đức. Do vậy, Bộ trưởng Bowen thậm chí ví ông Peter Dutton như một quả bóng phá hoại chính sách đối ngoại của Úc Châu. Nhắc lại là theo cái thỏa thuận Paris thì các quốc gia tuyên bố là hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình trên toàn cầu ở mức là dưới 2.5 độ C, tức là cố gắng duy trì nhiệt độ trái đất chỉ tăng khoảng là 1.5 độ C bằng cách là mỗi nước tự cắt giảm lượng khí thải ở nước mình. Bởi các nhà khoa học cũng đã cảnh báo rằng nếu mà để nhiệt độ toàn cầu tăng quá mức trên mức 2 độ C thì nguy cơ lũ lụt, cháy rừng, hạn hán và sóng nhiệt nghiêm trọng có thể trở nên không kiểm soát được. Và khi thắng cử vào năm 2022 thì Thủ tướng Anthony Albanese cũng đã đưa ra luật đặt mục tiêu là cắt giảm khí thải 43% vào năm 2030, tăng so với chính phủ liên minh, tức là chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia trước đó đặt mục tiêu chỉ cắt giảm từ 26 đến 28% vào năm 2030. Và ông Dutton cho rằng là mục tiêu như vậy của Đảng Lao động là bất khả thi, tức là không thể nào đạt được. Do vậy, nếu mà chính phủ liên đảng lên cầm quyền vào năm tới sẽ hủy bỏ cái mục tiêu đó. Vâng, vấn đề quan trọng nhất là cái mốc điểm 2050. Thì mốc điểm này đã được liên đảng chấp nhận là sẽ đưa cái khí thải CO2 trở về mức là zero cùng với Đảng Lao động. Còn về cái thời điểm 2030, rõ ràng là liên đảng có cái sự tính toán của họ là bởi vì cái mục tiêu 43% nối thì rất là dễ, mà để làm và để thực hiện rất là khó. Cho tới thời điểm này chúng ta còn 6 năm thời gian, nhưng chúng ta không có được những cái cơ sở hạ tầng để thay thế, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Và vì vậy mà liên đảng nhìn thấy cái yếu tố là 43% không thể nào thực hiện được vào năm 2030, cho dù đó là chỉ là những cam kết làm hài lòng cả đối phương, làm hài lòng đồng minh, làm hài lòng tất cả các quốc gia láng giềng, đặc biệt là với ở những đảo quốc Nam Thái Bình Dương là nơi đang bị chìm dần xuống lòng nước biển. Nhưng nước Úc cũng phải thực tế là khi mà chúng ta cam kết thì chúng ta phải làm cho đúng. Và nếu mà chúng ta nghĩ rằng không thể được thì chúng ta cũng nên hạ giảm lại cái mục tiêu được đặt ra để chúng ta có nhiều thời gian hơn thực hiện được cái bước quan trọng nhất, đó là vào năm 2050 là tất cả sẽ đưa về cái thuở ban đầu, có nghĩa là cái chỉ số của cái khí thải CO2 nó sẽ hoàn toàn bằng zero. Và đây cũng là một trong những cái sự khác biệt rất lớn trong chính sách về biến đổi khí hậu của hai chính đảng tại Úc. Trong khi đó thì kính thưa quý vị, liên quan đến hóa đơn năng lượng, đặc biệt là khí đốt,
trong thời gian vừa qua thì cái sự gia tăng hóa đơn này đã làm cho cuộc sống của các gia đình nó trở nên khó khăn nhiều hơn, đặc biệt là năng lượng tại New South Wales đã gia tăng hơn 43% trong 2 năm vừa qua. Mà theo các chuyên gia thì nó có nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố có lẽ là quý vị nghe thì quý vị sẽ cảm thấy khá là bất ngờ. Đó là vì các công ty năng lượng họ đưa ra những cái hóa đơn khi họ gửi tới hóa đơn cho mình mỗi tháng hoặc là mỗi 3 tháng. Tất cả những cái hóa đơn đó không phải 100% là đã được ghi bởi cái đồng hồ ở về mà tại mỗi một gia đình, mà rất nhiều những cái hóa đơn khi mà được gửi cho chúng ta thì những cái công ty năng lượng này họ chỉ phỏng đoán là về số lượng khí đốt hoặc là số lượng điện mà chúng ta sử dụng mà thôi. Và đó là trường hợp của bà Kay White. Bà có một rất nhiều những căn nhà, một trong những căn nhà của bà đang tọa lạc tại khu vực Summer Hill, và bà Kay White cho biết căn nhà này hoàn toàn bỏ trống là bởi vì đang trong quá trình sửa chữa. Mặc dù bỏ trống không có người ở, nhưng bà vẫn nhận cái hóa đơn tiền ga của công ty AGL lên đến mức là 658 đô la. Và khi bà nhận cái hóa đơn này thì bà biết chắc là nó có something wrong, có nghĩa là có gì đó không đúng, bởi vì không ai sử dụng gas thì tại sao cái gas nó lại nhảy như vậy. Và khi mà liên lạc với công ty thì bà mới biết rằng những cái hóa đơn hoặc là những cái thông số gửi ra là họ chỉ dự phòng mà thôi, họ không đủ nhân viên đi tới từng nhà để ghi những cái hóa đơn theo cái đồng hồ ga hoặc đồng hồ điện. Và sau khi người phụ nữ tên là KY này ghi lại những cái con số trên những cái đồng hồ gas thì từ 658 đô la hóa đơn đó đã lùi lại chỉ còn 138 đô la mà thôi. Và đây không phải là trường hợp duy nhất, mà rất nhiều những gia đình trong những chương trình trước đây chúng tôi cũng đã cho biết là những gia đình ở chung cư họ phải trả tiền điện cho những nhà hàng xóm của họ với một cái số tiền rất là đắt đỏ. Vì vậy mà chúng ta cũng rất khó trong cái bối cảnh hiện nay để chúng ta không biết là chúng ta có bị overcharge, có nghĩa là bị tính tiền quá hay không. Tuy nhiên chúng ta có thể tự kiểm tra bằng cách là mỗi tháng chúng ta sẽ ghi lại những cái số mà nó nhảy trên cái đồng hồ gas hoặc đồng hồ điện, để chúng ta thử so sánh xem khi chúng ta nhận cái bill gas hoặc bill điện nó có chính xác là bao nhiêu kilowatt điện chúng ta đã sử dụng hay không. Từ đó thì chúng ta có thể khiếu nại. Mặc dù việc khiếu nại này cũng không hề dễ dàng, cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng ít ra chúng ta cũng sẽ được công bằng. Vâng, một thông tin nghe quả là bất ngờ, vì chắc chắn là chúng ta đều nhận hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền khí đốt và cứ trả theo cái hóa đơn đấy thôi, chứ không bao giờ nghĩ rằng thắc mắc hay là nghĩ rằng công ty ghi sai hay là tính sai. Nhưng mà thực tế thì họ cũng không sai, bởi vì là họ được quyền đưa ra cái số ước tính như vậy. Bởi vì là do thiếu nhân viên nên là các nhân viên có thể chỉ một năm đến đọc đồng hồ một lần mà thôi. Còn thưa quý vị và các bạn, ở tiểu bang Queensland thì sẽ có bầu cử nghị viện vào tháng 10 tới. Và do vậy mà càng gần đến cái thời điểm này thì chính phủ càng đưa ra rất nhiều những cái biện pháp hỗ trợ để giành lá phiếu của cử tri. Và hôm qua Chủ nhật thì chính phủ Queensland đã thông báo là sẽ có thêm một biện pháp hỗ trợ một người mua nhà lần đầu bằng cách là nâng cái mức giá nhà phải chịu cái thuế chuyển nhượng, tức là transfer duties. Trước đây những người mua nhà lần đầu được miễn cái thuế chuyển nhượng này nếu mà mua những căn nhà dưới 500.000 đô la. Nhưng nay thuế này được miễn với những tài sản có giá trị lớn hơn, lên tới 700.000 đô la. Và ngưỡng miễn thuế này cũng sẽ tăng đối với những khu đất trống có giá trị lên tới là 350.000 đô la so với mức trước đây được áp dụng cho những cái miếng đất chỉ có giá lên tới 250.000 đô la. Và chính phủ cũng cho biết sự thay đổi này sẽ tiết kiệm cho một số người mua nhà đủ điều kiện lên tới 17.000 đô la. Tất nhiên số tiền dựa vào thay đổi, tức là dựa vào cái giá trị của mảnh đất hay là ngôi nhà. Và thủ hiến Stephen Miles cũng cho biết đây là một biện pháp để hỗ trợ chi phí sinh hoạt đắt đỏ, cũng như đưa giấc mơ sở hữu nhà, những cái căn nhà đầu tiên cho người dân Queensland. Phe đối lập Queensland là Đảng Tự do Quốc gia cũng nói rằng đây là một chiến thắng cho chính họ, vì đối lập đã đề xuất một biện pháp tương tự vào tháng 1 vừa qua nhưng mà thủ hiến Stephen Miles đã bác bỏ. Nay chỉ vài tháng trước khi bầu cử thì thủ hiến Stephen Miles đã đảo ngược quan điểm và áp dụng lại chính sách mà liên đảng đã đưa ra trước đó. Và thông báo này được đưa ra trong bối cảnh mà giá nhà tiếp tục gia tăng trên khắp Úc Châu bất chấp cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng cao cũng như lãi suất cao, khiến Brisbane hiện nay được cho là chỉ đứng sau Sydney về giá nhà.
Theo tổng nha thống kê ABS thì giá nhà trung bình ở Queensland đã tăng lên là 828.000 đô la vào tháng 12 năm ngoái. Và thủ hiến Steve Mai cũng cho biết là chính phủ sẽ bù đắp việc tăng cái ngưỡng thuế miễn cái thuế transfer duty này bằng cách là tăng cái phụ thuế đất của nhà đầu tư nước ngoài lên 3%. Ngoài ra cái phụ phí thuế chuyển nhượng đối với người mua là người nước ngoài cũng sẽ tăng lên 8%, tương tự như một số tiểu bang khác cũng đã áp dụng như là ở Victoria hay là New South Wales. Trước đó thì chính phủ lao động ở Queensland cũng đã có một số cái biện pháp để hỗ trợ người dân được cho là giành lá phiếu của cử tri bằng cách là cắt giảm cái giá vé giao thông công cộng, đồng thời cũng miễn giảm cái tiền đăng ký phí ô tô. Trong khi đó thì tại New South Wales, một cái thông tin rất thú vị ngày hôm nay đã được loan tải khi mà khu vực phía Tây của thành phố Sydney liên tục trong những tuần vừa qua đã đón những cơn mưa không ngớt, và chính vì mưa to như thế này cũng đã làm cho nhiều cái đám cỏ dại trở nên tùm hơn, gây khó khăn cho những công trình đang xây dựng. Và trong bối cảnh này thì chính phủ của tờ thủ hiến Chris Min đưa ra một cái quyết định là thuê 20 con dê để mà gặm cỏ. Nghe thì nó có vẻ rất là nực cười. Tuy nhiên, theo lời giải thích của các chuyên gia và đặc biệt là phía chính phủ, thì đây là một trong những cái phương pháp họ cho là thân thiện nhất, là bởi vì việc sử dụng dê ăn cỏ có thể giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng máy móc rất là ồn ào, cũng như là giảm hà số lượng khí thải và đặc biệt là tác động môi trường của việc sử dụng thuốc trừ sâu. Và điều này cũng có nghĩa là trong 3 tuần lễ sắp tới, 20 con dê được thuê mướn này, chính phủ dùng từ là thuê mướn mà thật ra cũng không biết là trả tiền cho ai, chắc là trả tiền cho những cái trang trại cung cấp những cái con dê này. Vâng, 20 con dê được thuê mướn sẽ cùng với khoảng hơn 500 thợ xây dựng đến cái khu vực gọi là Eastern Creek ở phía tây của thành phố Sydney. Đây là cái khu vực mà mọi người đang xây dựng cái Sydney Metro West, và với 150 đoạn bê tông sẽ được đặt lên những cái khu vực này. Nhưng mà trước khi đặt những cái đoạn bê tông này thì sẽ sử dụng những con dê để ăn cho sạch những cái cỏ mọc dại xung quanh đây. Đây là một cái sáng kiến lần đầu tiên được sử dụng, và nếu thành công thì chắc chắn là việc sử dụng dê để ăn cỏ thay vì sử dụng máy cắt cỏ có lẽ là sẽ được tiếp tục tiến hành trong thời gian sắp tới. Vâng, e rằng sau thông tin này nhiều gia đình mà ngại cắt cỏ có thể cũng nuôi một con dê. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi cũng đã loan tin là ở tiểu bang Victoria đã xảy ra dịch cúm gia cầm. Và nay sau khi có thêm thông tin về việc là có một trang trại thứ 5 tiếp tục bùng phát cái dịch cúm gia cầm này, cho thấy là dịch chưa được khống chế. Và trước nguy cơ này thì lại có khả năng sẽ lại thiếu thịt gà cũng như thiếu trứng. Và siêu thị Coles được cho là siêu thị đi đầu tiên bắt đầu giới hạn số lượng trứng mà khách hàng có thể mua tại các cửa hàng của Coles. Và gần một nửa triệu con gà ở 4 trang trại trước đây đã bị tiêu hủy, và các khu vực cách ly cũng đã được thiết lập, và việc vận chuyển gia cầm hay trứng cũng bị hạn chế. Được biết, trong khi đó thì Victoria là bang sản xuất trứng lớn thứ 3 ở Úc Châu. Và Liên đoàn Nông dân Victoria cũng cho biết là cứ 16 con gà đẻ trứng thì có một con đã bị tiêu hủy. Và nguồn cung trứng của bang đang giảm khoảng 450.000 quả mỗi ngày. Và các nhà sản xuất trứng tuần trước cũng đã cảnh báo về nguy cơ mà thiếu trứng xuất hiện trên các kệ bán ở các cửa hàng hay các siêu thị. Cuối tuần qua thì Câu đã thông báo áp dụng tạm thời hạn chế bán trứng. Mỗi người khách chỉ được mua tối đa là 2 vỉ trứng. Hiện nay thì chưa có thông báo nào từ siêu thị Woolworths hay siêu thị Aldi, nhưng mà dự kiến hai siêu thị này cũng có thể đưa ra những cái biện pháp hạn chế bán hàng tương tự như vậy. Vâng, và siêu thị Coles chỉ giới hạn tại tất cả các hệ thống hoặc là các cửa hàng bán lẻ riêng tại Tây Úc thì vẫn chưa áp dụng cái lệnh giới hạn này. Và kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi, Kim Hòa và Lily xin tạm kết phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào, và chúng tôi sẽ trở lại vào lúc 8 giờ tối nay trong phần điểm báo thế giới. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.